Này này chắc chắn nước đi. Chỗ này nhá. Chỗ này đẹp chưa? Quá đẹp đúng không? Đây bộ mẹ bộ bụi tre cái gì sao cho mày chết luôn. Bộ bụi tre này là cho đứt luôn. Tí nữa về thâu tiếng Quốc. Thâu thẻ nhớ sẵn. Cái kia chỉ cắm cái thẻ nhớ là nhận gì? Được. Phút mốt. Đây có quốc hẳn đây có quốc trong này luôn. Quốc này. Nhìn chỗ quốc tao biết chứ. Quốc đây, nó cả họ quốc nó ở đây. Đó đây chắc là ít người đi. Ít. Ở đây nó thưa người vang vắng mình ấy. Có nhiều chim cu gáy với nhiều quốc. Nếu ở đây thật đánh mẹ xem nó có chết không. Cu gáy đây nó có khôn không? Ừ, nhiều lắm cái dạ đà điểu này, mẹ nói đánh chim mà không biết dạ đà điểu thì đừng có nói là đặt đặt đây mà đánh mồi nó dụ được kéo được xa xa về không? Kéo 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 xa về được không? Bật bật mồi lên thì nó tiếp hát tiếng là nó biết ngay mà hiểu này cũng tinh lắm hiểu chú gáy nó tinh hơn cả là ấy thôi đã để tao ngồi tiếp trong bụi cỏ cái thì nó chết ngay à nó bảo bụi trên này này rồi rồi cứ cày đây một đõ đi còn nếu không tí nữa mà nó cảm thấy nó nguội nguội trên kia một có một cái bãi gần cái chỗ bên kia ở dậy bên kia thì dậy phẳng quá đấy, đấy, cả cái ruộng lạc ruộng ngô còn đấy, 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 đâu, chưa đấy. Chưa trồng vừa cày sới xong ừ đấy mới là đẹp có phải cắt tỉa cỏ gì không đi. Ông biết cây này cái gì không? Cây này cái thuốc đấy. Ông bị đường ruột bị dạ dày ông về ông đun uống bình thường không? Nó là cái chó hoa tím là gì đâu? Không, cây này cây học mà nó mọc hoang mà. Mọc hoang cái gì? Không ai trồng đâu. Trồng mẹ nó ra. Không. Ở đây thoải mái luôn. Ở đây là cái bãi đất này là cũng không phải thuộc nhà bên kia, người ta bán rồi. Bán rồi. Bán hay ngoài nó đổ đất ra ngoài. Ừ. Nhìn này nó ngoài tao đi coi đây mãi rồi chứ. Tao đánh trong chạy trong rồi kìa. Vâng. Chạy trong 15 chim rồi. Nó nói cái vùng này không bao giờ nó phét mày mà nó danh dự còn chỗ đó tao cũng đã lần. Đây là vẫn mang cả lưới quốc cái gì? À rồi, thế thì tí nữa mẹ đăng mẹ cái chỗ cái treo con rồi kìa. Đăng một lối vào cái lối cỏ, cái cắt cho nó sạch lối, bắt đầu bật tiếng quốc là... Nó ập vào. Mà. Nếu mà lạ thì thôi thế. Bỏ mất cái con chim đáng 1 triệu, tiền mọc luôn. À. Khổ mẹ. Khổ. Mẹ. Nhìn nó bồ chim à. Mẹ. Tiếc nhỉ. Tiếc đứt hôm qua mà mẹ về cái thằng bạn đó. Nói không dám nói hôm qua lại đéo đi một mình tao đi với đau chị 2 chỗ 18 con chim không được một con nào rồi cuối cùng mẹ 1 giờ chiều mẹ nó xuống con mẹ nó lên mắt to trước mẹ hôm qua hầu như đéo ăn cơm được tại vì là có những con đó mẹ bán khẽ được tiền bán mọc cũng đã có 1 triệu vì là chim thổ hay là chim mấy đâu đấy mẹ là biết chim ra chim thế chim nó ra chim luôn chứ không phải là ấy mà còn chim nó có thằng đốc này tức còn cả bơn đấy lại trong ấy cũng toàn người chim với nhau chơi với nhau chứ chim này ấy phải là ngắn này ngắn này mà mẹ giải đã đủ chết rồi chứ nó to quá mà chết rồi quá thì mẹ giải xong cái lưới thì tối. Kia là không dám bán rồi là vì hai thằng đánh chung tao không thích nhưng đến tao vẽ chơi bời đàng hoàng không thì thôi chứ không bao giờ làm ăn với nó. Vâng. Nó không thích mẹ bảo nó mẹ nó về nó nói ngang câu nó bảo
nó nói 300 với bán thì vậy là mình bán 200 nó như là ăn mất bớt của nó, tao thích. Đúng rồi. Bán ngay thì nếu mà mày phải đau tim lại không không cần gì cả.